nằm ngay ở một vị trí đắc địa của thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức vài trăm mét. Một khu đất rộng tới 2,9 hectare, vuông vức với 4 mặt tiền như thế này mà lại bị để không 17 năm qua. Đây là dự án được giao cho một doanh nghiệp để làm bệnh viện Ngọc Tâm với quy mô 500 giường, thế mà sau 17 năm thì vẫn chỉ là bãi đất trống. Dự án chậm hàng chục năm, đồng thời có dấu hiệu trục lợi đất công. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, chủ đầu tư là công ty cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm xin giao đất để xây dựng bệnh viện, nhưng đã không có năng lực thực hiện dự án, không triển khai thực hiện, mà chỉ mang khu đất đi góp vốn chuyển nhượng lòng vòng, thế chấp cầm cố để lấy tiền phục vụ mục đích khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chấm dứt dự án theo điều 48 của luật đầu tư do nhà đầu tư chậm tiến độ, thu hồi 2,9 hectare đất đã cấp. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ điển hình cho thấy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ. Trong năm qua, thành phố đã chủ trương thu hồi, chấm dứt thực hiện dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, thường gọi là khu Mã Lạng, đã chậm triển khai 20 năm. Chấm dứt các chủ trương cũ tại dự án khu bán đảo Bình Cuối Thanh Đa đã treo hơn 30 năm, tìm phương thức mới đảm bảo tối đa đời sống người dân. Đây đều là những dự án lớn nhưng đã chậm triển khai hàng thập kỷ, khiến các khu vực này sập sệ như làng quê hẻo lánh. Hàng trăm nghìn người dân ở đây đều mong chờ sự thay đổi. Tất nhiên bà con phải mừng rồi, thì hấn khởi thì nếu mà được sửa chữa nhà cửa thì người ta được sống tốt hơn, đời sống người ta khỏe hơn. Tiến bộ lên, phấn khởi lên, chứ đất đai rồi nó được khỏi chuột bọ rồi, chung cư rồi, các nhà đẹp đẹp xíu. Chứ giờ muốn xin sửa nhà cũng khó khăn lắm, nước ngập rồi. Trong chương trình dân hỏi chính quyền trả lời mới đây, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phan Văn Mãi cho biết, Nghị quyết 98 của Quốc hội sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ nhiều vấn đề. Một số dự án treo có thể được giải quyết như Bình Quới, Thanh Đa, Vành Đai 2 và một số dự án đã chậm 15-20 năm. Theo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố, toàn thành phố có khoảng 300 dự án chậm triển khai, đang được rà soát để đưa ra khỏi nghị quyết vì quá 3 năm đăng ký kế hoạch sử dụng đất mà chưa triển khai, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.